chiếc vòng tay mang tên Kevin yêu đời của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Tiếp theo sẽ là chữ U nhé. Mình đã xong chiếc điều này, bây giờ mình sẽ ghép chữ Kevin ấy. Mình về cho một cái số cái hạt vào giữa để ngăn cách hai cái chữ này thì chúng ta mới nghĩ. Chúng ta mới có thể nhìn ra được cái chữ này đúng không ạ? Bạn gắn ghép liền thì chúng ta sẽ không phân biệt được cái chữ nào với cái chữ nào nhé. Tiếp theo này, cái chữ đằng trước này. Chữ N này. Chữ Y ngắn này. Trước chữ B sẽ là chữ E. Và cái chữ cuối cùng chúng ta cần ghép đó là chữ K nhé. Và sau khi đó có đủ cái chữ này rồi thì mình sẽ ghép tiếp cái phần hạt là trang trí ở trên cái góc bên trên này. Mình sẽ chọn tiếp theo mình sẽ chọn một số các cái hạt đá bé như này nhé.
mình cắt cái phần chỉ trên kim này thì mình cắt hết lại đi. Rồi, như thế này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã hoàn thành xong cái chiếc vòng rồi. Các bạn có thể cắt bớt cái phần dây thừa bên trên này đi nhé. Các bạn sẽ kéo cái hạt này ra cho nó đầy trên cái chiếc vòng này. Chúng ta đã hoàn thành xong chiếc vòng tay này rồi. Các bạn nhớ video tiếp theo nhé. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên lá bít ca của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Ca đúng không? Có chữ R này. Cho cái hạt màu đen ở giữa các cái chữ ấy. Rồi, đây là chữ Kha. Sau đó thì chúng ta sẽ ghép cái chữ David ở bên trên, nhưng mà chúng ta sẽ cần phải ngăn cách giữa cái chữ này. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên lá bít ca của chúng tôi.